Dạ, kính chào quý cô chú và quý anh chị. Thì hôm nay nhân có duyên Út Hà có đi ngang thấy cái hoàn cảnh của anh chị đang sống ở dưới giả cầu, có hoàn cảnh khó khăn, con đông nữa nè, rồi mà nhà thì cũng không có nhà, không có chỗ nương tựa nên ở dưới giả cầu. Thì Út Hà chia sẻ, xin mời quý cô chú để vào xem ha. Dạ. Dạ, em chào anh chị ha. Dạ. Ngồi lấy ghế ngồi nghỉ chị. Dạ, được rồi. Anh chị. Ở Long Xuyên ở lối nào chị? Dạ, ở dưới dầu cầu Dầm Cống á. Cầu Dầm Cống vậy? Ở dạ. Dưới đó nữa. Ở đâu chị? Long Xuyên chứ. Dưới Long Xuyên nữa. Biết cầu Dầm Cống em biết. Dạ, hả? Rồi quê anh chị ở đâu vậy? Ở đây chị, quê ở đây. Dạ, gửi cho mắt. Dạ, dạ. Quê ở giờ ở Cần Vĩnh, Thăng này luôn. Quê Vĩnh Hành mà tôi ra đây tôi ở. Vừa qua ở trên trên cộng đồng nè. Dạ. Nghe người ta đồn quá trời, nói hình như gia đình này bởi vì thấy bé này mới nhớ nè. Hả? Gia đình này là anh hạnh phúc là hữu duyên tới hai vợ hả? Có đâu không? Có nó hai vợ mà nó bỏ đi rồi chị ơi. Dạ. Nó bỏ đi rồi, bây giờ nó bỏ lại anh con đó, con nuôi đó. Là cái bé hồi nãy hả? Hả. Vậy đó hả? Ừ. Là không phải hai vợ nó mới nó mày đứng lên nhận là. Thôi, đừng có nói tào lao. Cái nó ép tôi, ép bức tôi quá. Rồi tôi nó kêu tôi quay vậy thôi. Chứ không phải là hai vợ. Dạ. Chị đừng quay hai vợ, hai vợ anh Phương với vợ anh Cự à. Dạ. Ở Đồng Tháp á. Ông cũng quay nữa đó. Chị nói một chồng một vợ, đừng nói hai vợ. Dạ. Một chồng một vợ thôi. Rồi mà nó bé gái này nó bao nhiêu tuổi rồi? 24. 24 hả? Dạ. Tôi nói chuyện được không con? Nói chuyện được không, nếu như được hai đứa không? Được không con? Không nói chuyện được hả? Nó chậm nói lắm. Nói được, nghe được mà. Nghe được mà cũng hơi chậm vậy thôi. Giống như là ngọng ngọng rồi mất cỡ không dám nói. Không phải, lử nó bự. À, bị ngọng nết, hay nó gì không vậy đâu. Rồi chị nhiêu tuổi rồi? Em hả? Em đi 46 rồi. Nhìn gương mặt thấy nhân hậu quá nè. Em hiền lắm á. Ừ, thấy nhưng mà gương mặt nhân hậu hiền đó bộ. Tại bà kia bà bỏ tôi đi rồi. Cũng vợ đó mà bà tào lao. Vậy thôi đi thì nếu mà người ta lại đây thì mình cu mang. Còn người ta đã bỏ đi thôi vợ chồng sống với nhau. Đúng rồi. Hạnh phúc đi. Tại tôi thấy nó khổ tôi mới đùm bọc nó chứ. Dạ. Vậy đó nha. Rồi. Thấy nó khổ rồi thấy cô kia. Nó cũng khổ mà tôi cũng khổ đùm bọc cho nó có sống vậy thôi. Lá lành đùm lá gắt. Đúng rồi vậy, đúng rồi. Dạ. Rồi con gái nhà chị sống là gì? Ai mướn gì bạn lấy à? Cũng như người ta lâu lâu người ta mướn đi rửa chén đồ. Không có nhận đồ không? Cho em nút cái sữa đó. Lại đây nè con. Lại đây. Nè bú rồi. Trời, nuôi nó bú vậy hả? À vậy. Nó vậy đó. Muốn giờ mình không á? Nhỏ lớn được không á? Vậy đó hả? Ừ. Trời ơi, nuôi chồng lụi luôn kìa. Mấy trên đó mà. Mấy con mà anh? Con con à, con mấy con kia bự hết rồi. Rồi mua sữa bọc đổ vô mà. Sữa thôi. Không có đường á. Nó sợ cho lấy ra nó. Đâu có đâu có lấy ra đâu. Bợ cho nó bú nè chứ. Nó sợ đó, nó nhịn lại rồi. Đâu có. Nó biết sao không? Rồi ở đây mà mình ta mướn mình về mặn nấy ha. Dạ. Ai ghi này mặn mình chưa thôi chứ là có biết đâu. Rồi cuối cùng lại là ở đây là chị nuôi mấy đứa? Hai đứa con à. Hai đứa. Đứa con gái này con chị. Và đứa kia là con của bà kia. Con nuôi thì cũng như con nuôi đây. Dạ. Rồi đứa nào lớn này chị hai ha. Nó nhỏ thì hai nè. Rồi bé kia có làm gì không? Đi nhà đó, đi bắt ếch cho tôi. Đi đêm đi ngày luôn á. Không có nghỉ. Bắt ếch hả? Ngoài đồng á. Được bán được nhiều không? Cũng 100-200 mà chị không có nhiều. Dạ. Đủ xây sở thôi. Bấp bê lắm chị. Bác khỏe à, bác rồi hết rồi con ơi, hết rồi. Hết rồi, nút gì nữa. Bốn hết trơn, bình không đủ nữa kìa. Còn nữa không? Kìa, nịnh cô đi, nịnh cô đi. Nhỏ tới giờ kìa. Hả? Dạ, nhỏ lớn luôn á. Dạ. Hôm qua nó mới không có sữa ai chứ. Kìa, cô quay lên đất kìa. Kìa, dòm qua. Kìa, mất, kìa, dòm qua kìa, cô quay lên đất kìa. Nè, quay qua đây nè. Kìa, quay qua đó kìa. Nè, sữa đâu còn nữa rồi bú. Kìa. Kìa, cô cho tay kìa. Kìa, quay lô tóc kìa. Kìa, cô ngồi quay lô tóc kìa đó. Cho nó
kêu cô quay đi. Hôm qua anh nhịn nhịn bên kia lắm. Kìa 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 cô nhìn nhìn cô kìa kìa đó nhìn cô đi đó nhìn cô đó nó dòm đó phải không kìa cô quay lô tóc kìa nhìn cô kìa con đó, cô quay lô tóc con đó nó cô cho tiền bữa sữa mới làm vậy là được nhiêu tiền vui vẻ nữa là mấy chục rồi hả mới 50.000 nha thấy chị này nói chuyện là thạc thiệt quá nè. Tại bà kia bà bỏ tôi đi chứ không phải là tôi đuổi xô quá. Kệ bà không chịu ở thôi. Trời chồng em bỏ anh muốn cái mang này chị ơi chứ không có lợi gì lợi. Tôi thấy mấy cái clip kia thấy chị hiền dữ lắm luôn mà. Thấy có ai mà chịu cảnh đó mà chị vẫn vui vẻ bình thường luôn mà. Cho thấy người ta là... Tại nè, ta giàu còn mình nghèo khá là chị. Đừng có phân bì thôi mấy người giàu. Ờ, với lại ví dụ người ta giàu, người ta ghen, người ta sợ chồng con. Đúng rồi, ăn của. Ờ, cái này có gì đâu cho. Cái này tôi nghe có của cải gì đâu vậy anh. Đó, có lù đó, dắt đi đi. Kêu dắt đi mẹ đi. Tôi đâu có nói gì đâu. Anh nhiêu tuổi rồi? Năm 2 rồi chị. Năm 2 tuổi hả? Ờ, cô quay kìa. Con quay bảo bệnh kìa, cô quay kìa. Nó quay qua, nó hỏi sinh nữa. Ờ, nó quay qua hỏi sinh nữa đó. Quay lát cô cho tiền à, bà mua sữa uống kìa. Rồi cái này là chị xin hay là mua vậy? Người ta đậu Hồng Phú Quốc rồi, ôm về ta cho đó chị. Ờ, chị là con chó này gốc Phú Quốc ha. Gốc Phú Quốc. Phú Quốc là thơm lắm đó. Cho còn nước xíu à. Chưa biết ăn cơm nữa. Rồi về cho nó uống sữa. Dạ. Không có, biết ăn cơm là cũng nhiều rồi. Ăn cơm rồi nha. Dạ mà nó đòi bú sữa. Không có bệnh cái bệnh có 57.000 bạc hả? Ờ. Nó mờ vậy? Dạ. Yeah. Còn mình ở đây là cũng dễ dãi cho mình ở nha. Dạ. Yeah. Thì chị thấy dài dài xuống dưới đâu khỏi nó bây giờ. Chứ đâu phải mình em đâu. Ở đâu? Đây dài dưới tới ở chứ khỏi lông xin nữa, dài dài đó. Không chứ đâu rồi đó, cái đào nữa. Dưới đó cũng có người ta ở nha. Có ngốc. Lông xin đụng có ở lên luôn. Không, ta ở dưới ta giàu giàu mà. Dạ. Rồi mình mua tôm mình dừng lại. Không, từ từ đây bữa có người đem đồ qua sửa rồi. Dạ, có mạnh. Sửa rồi, có chị. Mạnh thường quân là... Sao được, là phải làm cái sàn hả? Ừ, làm sàn. Ta có đem sắt lên, ta đang ấy đó. Ta đo hồi sáng rồi. Rồi cái xuồng đó là của anh chị hay của ai? Cái xuồng của tôi chị. À, đó chị, đúng rồi. Chưa. Chưa có tàn chát đó. Cái nhà thì chỉ gọn vậy thôi á. Dạ, để em vô bắt đèn cho. Khoan. Đó, chị quay sáng rồi đó. Đó, chị quay đi. Đó, tôi bước ra đó. Chị cứ gì? Rồi sao ngủ hết? Hết. À, một đứa ngủ dưới, hai đứa, ba đứa ngủ trên. Con nhỏ gái ngủ trên với mà tôi với mẹ đó. Ừ. Trời ơi, hổng còn cô kia nữa rồi sao? Cô kia ngủ với nhà này. Ờ, hổng thêm một con nữa. Hờ. Dạ, bà thờ đó là... Ông nhà cô ông già trời, ông già ruột cô. Ờ, giỏi quá ta, ở trong cái nhà anh về mà cũng có thờ mặt được. Dạ, trời ơi, đã cô. Không thờ sao được chị? Đúng rồi. Vậy là được rồi nè. À, mình nghèo nghèo chứ, phải thờ ông bà chứ. Dạ. Đó, chân dung của bà Phật Quan Âm đó, chân dung bên đây nè. Có nhiều đó chị ơi, không có rộng rãi gì đâu. Có anh Phương ở bên Đồng Tháp qua. Anh có đặt người ta rồi, đã đặt cọc rồi. Dạ. Nói ra, cắt sàn luôn. Mình chỉ làm cái nhà sàn thôi chứ mình đâu có cần phải lợp nữa. Ờ, cái vậy đó. Không, cái này là dừng vòng vòng à. Cái đèn đó là đèn điện hay là đèn kia hả? Đèn bình, mà nó biển biến ra 220. Ờ, vậy
À, đó nó mua đó, của bên Mỹ ta cho nó đó. Giống phải của tôi. Cái đèn này là đèn của mặt trời nó. Mặt trời nương năng lượng. Của người ta cho nó đó vậy. Chứ không phải là của tôi luôn đó. Làm gì tiền đâu mua. Không có ai là tiền bạc gì mua đâu. Em đủ xây sở mua nước mắm nước màu mẹ nó hết rồi. Mà ngon qua 4 trăm ngàn nữa là mấy mắm hết nè. Đường không qua ăn. Trời ơi, mà có đi quần què nhỏ đó mà ăn gì? Nhỏ đó. Không ăn luôn nuôi bả không á. Mà nuôi bả thì tiền tôi con mới ăn. Trời ơi, vậy đó hả? Nó hỏi anh nên đồng thôi, hỏi ngon thì con ngàn. Đường là 50 ngàn, 100 ngàn nó cũng làm hết vậy, nhỏ nó khùng khùng. Hỏi vậy á. Dữ lắm hả? Ờ, xài tiền lắm. Tôi có 4 triệu rồi, đưa bả 2 triệu rồi, còn 2 triệu. Trời. Chỉ làm 2, mà chết tôi lấy cho bà. Chế nó mấy người hết rồi, cái gì mà tôi không nói rồi, gậy đi làm như là bỏ tay luôn á. Tôi không nói luôn, cho 2 triệu, tôi không nói mẹ. Thằng ta cho 4 triệu nè, tôi chia mày 2 triệu, còn 2 triệu. Dạ. Mà cá mắm nó không còn vô, tôi mua cá mắm tiền tiếng này, tôi mua cái này. Dạ. Dạ, tôi lo là chị. Dạ. Tôi không thể nha, phải tôi thể đâu. Bao ăn hết trơn. Bao ăn chơi luôn. Ừ. Nói hỏi chồng tôi coi tôi có lý da không? Tôi hiền, tôi hiền mà nói với da không? Dạ. Không bao giờ lý da. Không, có coi mấy cái clip kia thấy là cô hiền lắm. Dạ cá, tôi nói hiền tôi không có thể. Tôi nói gì nè, bây giờ người ta cho tôi 4 triệu, cho mày 2 triệu, tôi còn 2 triệu. Yeah. Bữa đó lại chạy Trung Quốc cái đồ xây siêu tố. Bắt tiêu ha, mấy triệu bạc bắt tiêu hết trơn, về túi xong. Không, ở dưới nhà nó dưới. Ờ, nó đem về nhà nó dưới. Không, ở dưới Vĩnh Lợi á. Con gái nó nghe nè, con nói chuyện được, con nói đi cho cô chú nghe. Cái cô chú thương rồi, cô chú cho tiền con để mua quần áo đồ bạn con. Nói đi con chào cô chú. Nói đi con. Chào cô chú con lẻ. Chào chú, mà chú không biết để con quá trời khổ rồi đó nghe. Nói đi con. Nói mà con quá khổ rồi. Con nghiệm con gái mà. Con giờ con đau nữa, con đau đi phổi nha. Nó nói chuyện chậm lắm, không phải như người ta. Chậm cho nên nó ngại, nó không chịu nói. Không phải, nó cái lưỡi nó bự. Nó nói con khổ quá khổ bây giờ. Kệ, cảm ơn cô chú đi con. Mẹ dạy nhiều quá, nói không được đâu. Giờ con nói con chào cô chú đi. Chào cô chú đi. Nói được đó, nha. Khổ quá rồi, chú giúp đỡ cho con. Khổ quá rồi. À, em nó cũng bị bệnh phổi. Cả nhà. Rồi thêm bệnh phổi nữa hả? Dạ. Dạ, Tàng ơi. Rồi bây giờ rồi có thuốc men dữ hàng ngày. Nghe không? Chị chỉ đặt cái cây mình bán cái gì? Dạ. Nấu với thuốc ngày bớt hơi nhiều rồi. Khỏi hả? Dạ. Rồi mình không có đi điều trị hả? Có chị mà. Có chị dữ lắm luôn mà. Thuốc men của ông vậy thôi chứ. Bình thường quá. Là có sổ nghèo không? Có. Hậu nghèo mà nó rút lại rồi chị ơi. Nó rút lại cho mấy con chó này rút lại hết này. Thôi, đừng chửi ta. Đợi đi, người ta rút lại, người ta rút. Đừng chửi. Tôi nói thiệt chị á, tôi. Nhà về nghèo cũng chết luôn mà. Tôi nói thiệt chị á, chị hết cái tỉnh An Giang này dài xuống tới Cà Mau ai cũng thương tôi chứ. Cái tỉnh An Giang này không ai thương tôi người nào đâu. Dạ, thì mình sống ở đây rồi, không ai ghét tôi chứ, ai cũng thương tôi. Không ai ghét tôi. Ta cho gạo ăn nè, gạo đầy đủ luôn kìa. Dạ, gạo nhóc hết rồi ha. Gạo hàng tháng luôn á. Ừ. Chứ không phải là một ngày bữa. Dạ. Hàng tháng này tháng kia luôn. Con gái ngồi bên đây nè con. Ngồi bên đây nè con. Thấy không nè, bên chỗ mẹ nè. Ngồi bên đây nè. Đó thì con gái 21 tuổi. Bé cũng khờ lắm. Khỏi rồi bệnh tiểu năng khờ nữa rồi lữ em lớn nên em cũng ít có chịu nói chuyện, nó mắc cỡ hết cả nhà. Thì Úc Hà chia sẻ cái clip này, cô chú nào có xem thấy có duyên với em thì giúp đỡ cho bé gái này quần áo rồi cho em bận. Chứ tuổi này là tuổi phải ăn dọn đồ đẹp đẽ. Nó không chịu dọn đâu. Nó dễ gì đó, nó dọn đâu. Giống mẹ kìa, mẹ hiền quá tràn kìa. Mà đi bằng gần chết chị ơi, có ai đâu mà ở không. Tôi buông ra là tối đi đồng rồi đó. Thì hai vợ chồng anh là vợ chồng ruột hay vợ chồng chấp nói? Vợ như là chấp nói. Nữa. À. Ừ. Rồi vậy là con này là con riêng đó thôi. Con riêng nhỏ này bây giờ. Hả? Bây giờ nó nói con xinh á, ai mà nói con riêng á là chửi cho bà nghe. À, không chịu. Nó chửi lắm à. Cũng như anh đối với nó tốt rồi. À. Nó nhận anh là ba rồi. Nó mới không hỏi rồi con ai? Đâu chị hỏi con ai chị nó trả lời cho nghe. Con ai con? Con Dũng. Con Dũng. Con Dũng hả? Không mà cái duyên của nó lúc mặt lên coi cũng có cái nét giống ba Dũng lỗ mũi cao đó. Lỗ mũi cao đó.
chị đâu có giống mẹ đâu. Dạ. Mẹ mặt tròn mà. Giống ba Dũng mà, con của ba Dũng mà. Tôi còn đứa nữa, còn đứa chứ ra Kiên Giang này mà nó cũng khổ lắm. Bây giờ mẹ nó chết rồi là tôi không xuống tới luôn. Là con của anh. Con ruột của tôi luôn á. Mấy đứa? Đứa một. Rồi nó ở bên đó lại. Ở dưới ngoài đó chứ. Cái gì? Ở với bà cậu đó chứ, bên ngoài ngoại vợ tôi chứ. Ở với bà ngoại vợ luôn hả? Ờ. Còn bà ngoại ruột của nó. Chết hết trơn. Ông ngoại cũng ngoài, bà ngoại cũng chết trơn luôn. Con vợ. Vợ cũng chết luôn. Mình sơ gan. Rồi tham gia bây giờ con gái thằng trai hả? Gái. Vợ nó đòi về đây hoài, tôi đâu cho vậy. Biết nhỏ này chịu chấp nhận không mà đem nó về. Ừ. Thấy chị con gái mà đem vợ về còn chấp nhận đây, không lẽ con không chấp nhận đâu. Ai biết đâu. Mà anh phải cố gắng làm nhiều tiền lên chút xíu để nhận mấy đồng bọc cả hai bên. Trời ơi, ở dưới bác Tư nó cho tiền hả? Ổng chủ tàu bẻ cũng cho lần mười mấy 20 triệu luôn. Ừ. Nó ở dưới đó sướng rồi, để cho nó ở đi. Là anh chú bác vậy tôi. Mà tôi đâu có nịnh mấy ông đó, ông giàu tôi nghèo, tôi đâu có nịnh. Chị ơi nói chị nhớ, nhà giàu nghèo không may thì làm gì. Giàu ra ăn với mình đây. Ý là con bé nó ở dưới á, ở dưới ấm rồi, thôi để nó dưới đi. Dạ. Tại cho cô chú nó lo cho nó. Nuôi hai đứa này được rồi. Rồi anh với chị về đây ở lâu chưa? Cũng ba mấy năm rồi. Ở dưới dạ cầu ba mấy năm lắm. Ờ, em làm cu ly mà, làm thợ hồ đấy mà. Ờ, lúc em làm đây nè, công nhân. Công nhân cầu này lâu rồi. Hồi năm rồi tôi đi ngang đây nè, tôi cũng đi lên quay Phật Pháp trên trên nhà của chú Hai trên cầu trên đó đó, trên Cần Đăng nè. Không biết, tôi chú Hai đó, chú Hai gì chứ. Nên không, chị nói tắt ngang tôi đâu biết. Hai mơ hay gì đó. Ngoan hả? Ngoan, ngoan. Hai mơ. Hai mơ biết. Mới gặp bé này đứng ngoài đường nè. Dạ. Rồi mới nói là nhà con ở đâu mà nó nói tôi nghe không có được. Dạ. cũng không đủ duyên sao quên luôn tới giờ. Bây giờ coi á, coi mấy cái mạng ở trên nó mới dạ. thấy con bé này mới dạ. nhớ lại là gặp nó đây nè, nên bữa nay mới đi ngang đây. Dạ dạ dạ. Xuống thử là phải không? Dạ dạ. Dạ. Thì như vậy thì nghe anh chị nói cũng mừng cho anh chị, là người ta cũng cho bóng đèn, cho ánh sáng ha. Bây giờ cũng chuẩn bị cho cái nhà để đưa ra. Dạ. Nó rộng chút chứ để ngủ không vừa. Dạ dạ. Dạ. Thì hôm nay Út Hà lần đầu tiên thì đến đây thì quay cái clip của anh chị để chia sẻ thôi. Dạ. Thì Út Hà cũng đi Phật Pháp nên cũng không có ấy thôi, gửi cho cháu gái 100 ngàn cho con có mua gì cũng xài. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đi con. Cảm ơn cô. Trời trời, con chó nó cưng dữ lắm đó, bà kia bà đổi ngang, bà nó không chịu nữa. Bà đổi ngang con chó mười mấy triệu mà nó không chịu á. Vậy là khỏi dặn cũng mua chứ gì, phải không con? Trời ơi, nó cưng dữ lắm. Con cũng tự mua sữa luôn cho em bú, phải không? Em mua luôn. Rồi. À nè, nó đi mua bình sữa cho em đó. Rồi chị có nhốt nó lại không? Không. Không, nó không đi đâu, sai đâu. Nó vòng vòng đúng không à, nó mới dưới đó kìa. Nó lớn lớn rồi, nó đi theo, lừa được. Không, dễ gì, tôi la chạy xuống dưới. Nuôi ba hai con rồi. Kìa, ngoài đó con đó, dưới sàn con đó. Lại bà kia bà về gia đình bả rồi ha. Dạ. Bà không có tới lui đây. Không, bỏ thằng trai lại đây tôi nuôi đó. Ba. Chồng khùng của nó. Trở lại hả? Bà ở lại đi rồi. Bà trời ơi, bà nắng lên cái bà căng nghe được kinh. Không được tỉnh, không được tỉnh táo. Tôi nói chị hiểu rồi. Em còn ở dưới ai cũng khen chứ, ở dưới lại. Trời 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 ông này. Ông đẹp trai, ông có khùng có khỉu gì đâu mà chê ông trời. Ở dưới với lại ai cũng khen. Bộ anh ca sĩ vậy, tôi trời ơi, lội sĩ á. Đẹp mà miệng nói chuyện có duyên mà. Vậy thôi Út Hà xin lỗi. Rồi rồi rồi, máy bay chị nha chị. Cảm ơn nha chị. Rất cảm ơn nhiều. Trời thấy thương, dạ. Dạ. Thôi bà kiếm bà nào cáp tôi đi. Cáp nữa hả? Ở. Bà quá, tôi không cáp đâu. Ở, cáp đi. Thương quá rồi. Nói chơi mà chị ơi. Ủa chị tên gì? Huệ. Tên Huệ hả? Dạ. Yeah. Thấy thương quá à chị Huệ ơi. Dạ, cảm ơn. Thiệt luôn á. Dạ. Cái huyên kia, mấy cái huyên mà
Dạ, nhỏ kia đi là nó khóc luôn, khóc mướt luôn tôi rồi, còn chịu động là không nổi luôn. Vậy đó hả? Dạ, nó thương. Khóc thương ta luôn á hả? Dạ. Cái khổ quá rồi cái đầu em bé rồi nhựa á. Dạ. Cái gì đây nào hỏi mày thương trọng nó bảo đi là con bay được cho mày ở. Trời ơi. Nghe đi rồi cái đầu mới lấy mày, ta lấy mày muốn ở ở mày đi. Tao không có ép bọn mày. Dạ. Nha. Ừ. Là mày hướng với nhau anh nắm đang đang nhớ lại lại không mà nắm nắm nó lại nữa. Nó không lại thì mạnh hơn mình yếu nữa. Nó mạnh hơn, nó mạnh hơn mình. Cái mấy... chuyện mọi giờ cãi còn muốn khóc nữa. Mà tôi nói á, mày á, mày ở đây á, người ta thương mình cho thương giúp đỡ với mày. Đừng có tình nhân thương con mày, nếu không phải ăn nữa mày. Tại tôi thấy nó mà có đứa con nữa, mày với thằng trai nó nè. Mày đi á, là tao muốn buồn lắm, hẹn bà tao buồn lắm, một năm nào. Mà tao không nhớ nó nha. Mày nói đi, chuyện đi, muốn khóc luôn kìa. Nó rồi, tao lấy mày ra, tao nhìn mày lạ mẹ đó. Hồi đó em nó mặn mẹ đó, bạn với nhau đó, bạn con gái luôn. Bây giờ là gặp chồng, có chồng bây giờ như là ngày mấy đến nay là xa hết, rồi mới gặp lại nhau. Thành ra nhau với chồng em mới gặp em mới không hôn, nó không hôn luôn. Thế bây giờ nó gặp nó bỏ á. Mai là chồng, mai đứa con bỏ. Bỏ bây giờ thì đường lộ á, không có tiền đâu sao nó ăn bánh. Rồi mới đêm nay bảo chồng con nó ăn không tiền ăn bánh. Thế như vậy mà, nó như ở đó, nó như vậy rồi, nó có hái mượn đó. Ở ở không đi được, ở đó mà không được hành, biết. Rồi, không có trời luôn, chị Huệ này không mặt trời đó, cũng buồn hổ. Tôi nói mày á, tầm đâu á, mình cầm mấy này á, nuôi mày ba đứa con mày, hai mấy đứa con mày á, thấy khổ. Tao cũng khổ, mà mày khổ hơn tao nữa. Nhích cho mày, không phải đỡ. Bỏ như là nó ẩm đi rồi, lỡ có chết chóc, bệnh quệ rồi không ai chăm sóc á. Mấy kêu kêu á, lại lại á, nhích đỡ, không nhích mà người nghèo không nhích. Người ta kêu kêu mấy á, ác. Đó là vậy là tới ba rồi, cô kia tới ba đứa nữa hả? Đây nè, hai thằng thằng trai này nữa nè. Rồi hai đứa nhỏ nữa. Hai đứa nhỏ mà bên chồng nó bắt rồi. Đó, đứa, còn đứa. Còn đứa. Đó. Ờ, như quệ có tốt quá chàng luôn kìa, thiệt tình đó. Tôi nói thiệt anh, tôi nói thiệt chị á, nếu mẹ nó già nha, biết thì bỏ chồng luôn em nè. Ờ. Thôi em bài nắng luôn. Em đi bằng mướn hàng ngày, mướn 50 ngàn vậy, bằng mướn hàng đồ ở nhà đây á. Ờ. Lắm ngược, cũng ngày 50 ngàn vậy, nó không có nhiều. Giờ đó. Cũng chia ra cho giờ chúng cho nó con nó 10 ngàn 20. Đó rồi em còn nhiêu, nuôi nhỏ này 30. Rồi phải đó. Mua đồ ăn ăn trong nhà nữa. Đó, đồ ăn. Mua đồ ăn tầm lum luôn. Trời luôn rồi. Chứ đâu có bỏ nó đâu. Bấm đi rồi chơi bằng bộ, gà nó có hoa hồng nào nó ra đâu. Em không để. Mà em thấy mình nó nói ra đi nó thôi. Tính cho mình thôi mà. Ủa đó nghe. Cái nào này mình nhìn nó mắt làm mình nhử. Nhìn mấy ngựa, nhìn mấy chó. Mẹ em buồn chị, em khóc luôn mặt em không nói. Chữ nó chữ chị vậy hả? Ừ, ngồi đầu mấy bà mới thấy mấy bà nạo quá, trời ơi. Thôi nó tưởng mà gì hiền quá hiền mà không giống như là thích, có thức mà mình đứng khóc luôn, không nói gì. Không nói tiếng liều. Với mẹ mới nói nha là thay đổi gì. Thế mà chị mới nói trời ơi, miệng quá là chị em là thôi, nó chữ rồi cãi nó đi. Chị bác ơi, nuôi nhỉ, nuôi nhỉ. Ủa mình đi chùa, mình phước. Nó nhiều đó chị trả đủ rồi, đừng có khóc, đừng có... Mình không có khóc, mình không có nói mình buồn với bụng đâu. Nói mình mình giả, nó chồng lên, nó có lên, hại đúng. Tính có hại đúng chị. Quá trời, nó thương luôn rồi. Nói chị kiếm rồi, coi như chị kiếm có ai được như tôi. Tôi cũng đi mằng, cũng cho tiền, cho đây nè, hằng này tôi cũng cho đây hằng ai nữa. Nhà đây 10 ngàn mẹ, 10 ngàn mẹ, mà có hỏi tôi xuống cho. Kêu mẹ luôn ha. Ờ, nói đi. Dán cho 10 ngàn, xin cho nhiều, không nhờ không bây giờ đó. Quá tràn tốt luôn rồi. Đó, khổ lắm nè, con tự nhiên khổ lắm mà con khổ mà tôi gán. Mượn, đi mằng, kiếm tiền sống. Chứ không phải ăn mà bớt con xin ra. Rồi thôi, cảm ơn chị những lời chia sẻ ha. Dạ. Để Úc Hà đăng cái clip này lên coi có Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bé gái này thì Úc Hà đến để chia sẻ cho chị mừng. Dạ. Dạ. Thôi xin kết thúc chia sẻ. Dạ. Chúc ơn chị. Quý cô chủ, chú, quý anh chị thật nhiều sức khỏe nha. Rồi, con cũng gửi lại cảm ơn cô bác luôn. Nếu mà Dũng khổ quá giúp đỡ được thì chắc là Dũng cảm ơn. Nếu giúp không được cũng cảm ơn luôn cô bác ơi.